ông ta nhóm này. Và đến tiếp là cô Phạm Đoan Trang đến từ Việt Nam. Và Phạm Đoan Trang phải làm việc trong một đất nước được đánh giá mức thậm tệ về báo chí, tự do báo chí. Ở đó rất nhiều sự đàn áp đối với báo chí. Cô ta là một cái người viết rất nhiều trên những cái diễn đàn mạng, và cô ta cũng viết rất nhiều những cuốn sách. Và Phạm Đoan Trang đã nhiều lần bị công an Việt Nam bắt giữ và bị giam tù. Tiếp đến là một phóng viên từ Sudan. Và phóng viên này đã viết bài và chiến đấu cho cái việc là những cái mật vụ của nước này đã giam giữ bất hợp pháp những cái người công dân của họ. Vâng, đây là cái giải báo chí về sự tầm ảnh hưởng, và trong đó có 4 người. Một người từ Trung Quốc, Phạm Đoan Trang, và Sudan. Chúng ta thấy trên hình ảnh ở phía trên màn hình là cô Phạm Đoan Trang nằm ở giữa. Và cô Katarona là cái người trong tổ chức phóng viên không biên giới sẽ nói cho chúng ta biết ai là cái người sẽ được giải này. Và chúng tôi sẽ tuyên bố cô Phạm Đoan Trang của Việt Nam đã được giải này. Phạm Đoan Trang đã được đoạt giải. Xin chia vui với Phạm Đoan Trang, chia vui với Việt Nam. Và năm nay chúng ta đã chứng kiến việc những người phụ nữ dũng cảm đã được giải của năm 2019. Và chúng ta hãy nói chuyện về Việt Nam. Đó là một nơi mà chỉ có dân chủ, chỉ được viết trên giấy mà thôi. Tại Việt Nam thì Đảng Cộng sản là nơi đang nắm quyền. Đất nước này rất nguy hiểm cho những cái phóng viên hoạt động, đó là Việt Nam. Những cái người hoạt động báo chí tại Việt Nam, họ phải hy sinh không phải bản thân mình, mà họ còn phải hy sinh cả những cho cả gia đình của họ khi làm việc báo chí và truyền thông tự do. Và khi những cái phóng viên báo chí tại Việt Nam viết bài phản đối chính phủ thì họ không thể sống tự do được nữa. Và ở tại Việt Nam thì họ những người phóng viên này không thể họ là hoạt động một cách độc lập và tự do dưới cái sự đàn áp của chính quyền. Và Phạm Đoan Trang có mục đích và mục tiêu của cô ta đó là đưa ra những cái thông tin để cho người dân hiểu biết thêm về pháp luật. Và Phạm Đoan Trang của chúng ta đã được giải năm nay 2019.
về tầm ảnh hưởng. Chúc mừng Phạm Đoan Trang, chúc mừng Việt Nam. Rất nhiều những phóng viên tại Việt Nam họ không thể làm việc được và họ đã phải rời khỏi đất nước Việt Nam và họ phải sang Thái Lan để làm việc, và có một số người đã sang Đức làm việc ở bên này. Phạm Đoan Trang đã viết một cuốn sách về dẫn giải luật pháp dành cho những cái người mà chẳng may có bị bắt giữ và họ có quyền gì khi họ bị bắt như vậy, và trong cuốn sách đó sẽ hướng dẫn những cái điều luật cụ thể cho những cái người nếu bị chẳng may bị bắt giữ. Đó là việc làm của cô Phạm Đoan Trang. Những cuốn sách của Phạm Đoan Trang là những cuốn sách về tự do và những cuốn sách hướng tới tự do. Và hiện nay Phạm Đoan Trang đã phải ẩn mình và cô ta phải trốn chạy, giấu mình trước cái sự truy sát của chính quyền. Và Phạm Đoan Trang năm nay 41 tuổi và cô không có cơ hội để và không thể quay lại gia đình của cô ta lúc này, vì khi trở về gia đình thì cô ta chắc chắn đã sẽ bị bắt giữ ngay. Và Phạm Đoan Trang là một người phụ nữ, cô ta viết những cuốn sách và hướng dẫn những cái người gặp những hoàn cảnh khó khăn và bị truy bức có thể tìm đọc những cái thông tin về luật pháp để tự bảo vệ lấy mình một cách tối đa nhất. Và Phạm Đoan Trang đã không thể đến đây được vì cô ta không được phép đến đây, không được xuất cảnh. Nhưng cô ta đã gửi đến chúng ta cái đoạn video sau đây, và ông Long sẽ là cái người đại diện đến để nhận cái phần giải này giúp cô Phạm Đoan Trang. Và rất cảm ơn cô Phạm Đoan Trang và chúc cô có giữ gìn sức khỏe. Và mời các bạn xem đoạn video của Phạm Đoan Trang gửi đến. Cho gửi lời chào từ đến từ Việt Nam, ở nơi mà không có tự do báo chí. We have nearly 1,000 official media outlets,
Và chúng ta cũng Phạm Đoàn Trang chia sẻ, chúng ta cũng đã thấy Việt Nam trong cái danh sách tận cùng của tổ chức phóng viên biên giới ở đây đã bị đàn áp rất nặng nề. Và mỗi người mỗi mỗi cái người phụ trách những cái tờ báo tại Việt Nam đều phải là đảng viên Đảng Cộng sản và làm theo những cái điều mà họ Đảng Cộng sản mong muốn. Và chúng tôi là một trong những người ở Việt Nam và chúng tôi chiến đấu cho cái sự độc lập và sự tự do báo chí và truyền thông tại Việt Nam. Và chúng tôi làm tờ Luật Khoa, là một tờ báo mà rất nhiều người đã cùng hỗ trợ để làm. Và Phạm Đoan Trang đã giành giải thưởng của năm 2019 về tự do báo chí tại mục tầm ảnh hưởng. Và chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ có tự do, sẽ có tự do báo chí. Các bạn đã xem chương trình truyền hình trực tiếp ở lễ trao giải tự do báo chí tại 2019 tại Berlin. Và những người ở Việt Nam, Phạm Đoan Trang nói thêm, những người ở Việt Nam hãy xem những bài viết của những phóng viên không phụ thuộc vào chính quyền và chúng tôi chiến đấu cho cái sự tự do đó. Các bạn vừa xem đoạn video của Phạm Đoan Trang, người được giải tự do báo chí năm nay với đề tài tầm ảnh hưởng, và người giúp nhận giải năm nay cũng có mặt. Và Phạm Đoan Trang của chúng ta từ Việt Nam đã giành giải năm nay. Rất cảm ơn các bạn.
my closest confidant, and most of all, my source of inspiration. Phạm Đoan Trang là một cái người bạn của tôi, là một người đồng nghiệp của tôi và như một người em gái của tôi. Trong cái thời gian cô ta ở Việt Nam, suốt thời gian dài và chưa bao giờ cô ta rời khỏi Việt Nam. Và hiện nay các bạn đang theo Anh Long, là một trong người bạn của Phạm Đoan Trang, đến từ Đài Loan, đang phát biểu thay mặt cô Phạm Đoan Trang để nhận cái giải này vì cô Phạm Đoan Trang không thể sang được. She then transformed herself into a democracy activist, using her pen, or her keyboard to be exact, to make political changes. Writing was no longer her profession, it became her mission. I had the fortunate to meet Đoàn Trang 2 years later, during a protest movement in Hanoi in 2011, when I also decided to become a democracy activist and a journalist. Phạm Đoan Trang là một trong những người có rất nhiều cái ảnh hưởng tại Việt Nam, và việc mà viết của Phạm Đoan Trang không phải chỉ là cái hoạt động báo chí mà cô ta cũng mong muốn và luôn luôn sẽ làm cái điều đó. Và đấy là trách nhiệm cô ta, nói rằng đấy là trách nhiệm của cô ta. Và tôi cũng học tập từ Phạm Đoan Trang rất nhiều. Đó là một cái người phóng viên báo chí độc lập, không bị ảnh hưởng bởi cái sự tham nhũng và hối lộ. Và tôi rất tự hào về điều đó. Taught me kindness. Đoàn Trang is one of the kindest people I have ever met in my life. She cares about others way more than herself. I know that firsthand. She has made me a much better person than I was before. She has sacrificed everything to make free press and democracy a reality in Vietnam. As a result of police brutality and years of hard working, she is now struggling with severe injuries in her arms and legs. One of the issues that Đoàn Trang and I are deeply concerned about at this moment is what happens in Hong Kong. Ladies and gentlemen, we would like to take this privileged opportunity to speak for the people of Hong Kong. Và Phạm Đoan Trang hiện nay đang viết về những cái vấn đề, những cái điều đang xảy ra tại Hồng Kông. They are fighting against the authoritarian rule of China, Beijing directly, free press, human rights, and the rule of law. Những điều xảy ra tại Hồng Kông hiện nay cũng rất quan trọng với Việt Nam, vì tại Việt Nam chúng tôi cũng đang phải chiến đấu với cả Trung Quốc. Đoàn Trang and I met for the very first time during a protest movement demanding human rights, but a big part of that movement was anti-China. Tại Đức thì Trung Quốc ở rất xa, nhưng ở tại Việt Nam thì đó là một cái người láng giềng ở ngay sát nách chúng tôi. Hong Kong is fighting China for us. Their fight is our fight. Let us all support Hong Kong. Tại Hồng Kông thì cũng đang tranh đấu trước sự tự do, với sự giành để giành lấy sự tự do, và chúng tôi cũng và Hồng Kông đang đấu tranh với Trung Quốc để giành sự tự do, và chúng tôi cũng đang đấu tranh với Trung Quốc như vậy. And we think that not only Germany, but the European Union has a very powerful tool to promote democracy, human rights, and rule of law in Hong Kong, in China, in Vietnam, many places around the world, by using the trade agreements, negotiations, to put more pressure to those countries, to those governments,
forced them to respect human rights and democracy around the world. Thank you. Dass Joshua Bannon gerade in Deutschland ist und das findet ja super.